Chào cả nhà đã đến với kênh Chính Vlog. Hôm nay Chính Vlog chia sẻ với gia đình nha. Hôm nay mình có 3 kg giò heo. Cái này mình khò, mình sơ chế sạch sẽ rồi nha. Giò heo giả cầy miền Tây, đơn giản dễ làm, thơm ngon nha cả nhà. Đây nguyên liệu: sả, đậu phộng, tương, hành, nước cốt dừa. Đây là nước cốt nhất. Nước cốt nhất để lát mình làm nước chấm nha. Tỏi, 2 bịch ngũ vị hương. Đó, nguyên liệu nấu giả cầy nha cả nhà. Đây, cá linh kho trái bần. Cả nhà biết trái bần không cả nhà? Đây, trái bần. Cá linh kho lạc với bần chua nha. Cái này nó có vị chua chua, rất là dễ ăn nha. Cá linh kho trái bần. Đây, mình có 4 trái bần mình kho. Cá linh kho trái bần. Đây, bần chua. Bần chín đó nha. Đây, mình có 1 ký cá gúng. Nước mắm chua ngọt nha. Đây, cá gúng quá là nạt luôn. Cá gúng chiên sốt nước mắm chua ngọt. Đó. Bây giờ Chính bắt tay vào bếp nha. Đây, Chính cho heo vô. Chính cho giò heo vô. Ok. Chính cho cái phần cá linh vô luôn nha. Phần này lát mình xắt ra lát lát. Đây, phần chính. Giờ mình ướp heo trước nha. Đây, 3 kg giò heo. Hành tím băm nè, 1 muỗng nè. 1 muỗng tỏi băm nè. Này, ớt không cay nha. 1 muỗng ớt luôn cho nó lên màu. 2 muỗng sả băm cho nó thơm nè. Đó, 2 muỗng sả băm. Đây là cái phần tương ớt nha. Ủa, tương hột nha. Mình mua loại tương vàng nè. Còn cái phần mình để lát mình làm nước chấm nha. Giò heo không thể thiếu nước chấm nha. Tỏi ngũ vị hương. Cho nó thơm, cho nó lên mùi. Mình cho 1 muỗng nước màu nha. Nước màu này nhà mình tự pha chế nè. 2 muỗng nước màu nè. Bắt đầu mình trộn cho nó thấm đều nha. Cho nó thấm đều cái phần tương hột này vô. Mình còn thiếu 1 phần nữa nha. 1 muỗng cà phê đường vàng. 2 muỗng bé bột ngọt. 1. 2. 1 muỗng canh nước mắm nha cả nhà. Rồi bắt đầu mình cho thấm đều nha. Cho hòa quyện với nhau nha. Ok, giờ mình để nó qua đây bên, mình ấp cá linh nha. Cái phần cá linh. Đó, cá linh. Mình cho 2 muỗng cà phê nước màu luôn. 1. 2 muỗng cà phê nước màu. Cá linh kho với trái bần. 3 muỗng canh nước mắm nha cả nhà. 1. 2. 3. 3 muỗng canh nước mắm. Cái linh kho là mình không đánh vẩy nha. Đánh vẩy nó sẽ cứng cá, nó không mềm. Mình để vẩy mình kho nó mới ngon. 2 muỗng bé bột ngọt. 2. 2 muỗng cà phê đường vàng. Đường vàng xài cái hậu nó rất là chậm nha cả nhà. 1 muỗng cà phê hạt nêm. Mình cho 1 ít hành tím băm vô nè. Ít tỏi băm như đó, ớt băm như luôn. Đó.
cho nó thấm đều mà nguyện cùng nhau nha. Đó, bây giờ phải chính bắt tay vào bếp nha. Ok, cái này mình kho với nước dừa nha cả nhà. Bây giờ chín phi tỏi nha. Và chín cho mở giờ chín phi tỏi nha. Tỏi, hành tím, mình phi cho nó thơm nha. Giờ mình cho nhà heo luôn. Cho nó săn giò, mình cho nước dừa, cốt dừa nha. Mình cho nó săn nha. Có cá luôn. Cái phần cá linh giờ chính cho nước dừa nha. Cái phần giò heo bây giờ chính cho nước cốt dừa, cốt dảo vô chung luôn. Chán cái theo ớt nè. Giờ chín chiên cá luôn nha. Giờ chín cho mỡ vô. Giờ cái phần heo giả cầy này chín cho thêm một ít nước dừa cho nó nha. Đó, cho nó ngập luôn. Ok. Cái phần dầu này nó nóng rồi, chín cho một ít muối vô nha. Ít muối vô mình chiên cho nó giòn. Mình ngoài cho nó tan muối ra. Giờ mình bỏ cá vô mình chiên. Cái này là cá rúng nè. Cả hai mặt cho nó săn cá nè. Cái phần cá linh này mình cho trái bần vô nha. Thôi cho nó nhừ ra, cho nó thấm vị chua nha. Đó. Cá linh coi trái bần nha. Bắt đầu mình giảm lửa nhỏ vô riêu 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 nha. Để cho nó rụt cái trái bần ra cho nó có vị chua. Chua chua rất là ngon nha cả nhà. Mình giảm lửa nhỏ nha. Để chính làm nước chấm nha. Đây tương chính nó nằm nhuyễn nha nha. Đó. Giá cây là không thể thiếu nước chấm nha. Đậu phộng nè. Là ít ớt nè. Sả nè. Cái này là nước cốt nhất nè. Rồi nước chấm hấp dẫn nha cả nhà, là cái nếm vừa nha. Quá là béo luôn cả nhà. Chín cho vô miếng đường nữa. Xíu đường nè nha. Đó, mình đã thành công cái chén nước chấm rồi nha. Chấm heo nha cày. Đây xong rồi một tô nước chấm nha. Cá chiên sắp chua ngọt luôn nha. Chín cho một 2 muỗng canh giấm nè. 1
hai muỗng canh giấm, một muỗng rưỡi canh nước mắm, một muỗng cà phê đường, một muỗng canh tương ớt, một muỗng cà phê hạt nêm, hai muỗng canh nước cốt dừa, có nước dừa tươi, một hai muỗng nước dừa tươi. Giờ mình đánh cho nó hòa quyện nhau nha. Mình nếm cà vừa nha, một ít bột ngọt. Ok, mình chờ cá chiên vàng, mình cho cái nước mắm này nha, cá chiên vàng sốt mắm. Mình đã thành công món cá linh nha. Giờ mình cho hành lá vô nè. Thì chính mà cho một ít xả vô cá linh thì nó thơm. Ok, giờ cá vàng mình cho cá ra nha. Bây giờ chính làm cái phần nước sốt nha. Hành tỏi phi cho nó thơm sáng cạnh nè. Bây giờ chính cho cái nước sốt này vô. Chính cho một ít ớt vô luôn nha. Cái phần heo giá cây này mình vớt bọt nha. Rất là hấp dẫn nha cả nhà. Làm cho nó rụt, cho nó mềm mềm ăn nha. Cái này ăn cơm cũng được mà ăn bánh mì cũng được. Cái phần nước sốt này nó cũng sạch rồi, mình cho cá vô mình đảo qua đảo lại nha. Mình lật qua lật lại cho nó thấm đều cá nha. Một ít hành lá lên, ok mình đã thành công cái món cá gúng chiên sốt nước mắm chua ngọt nha, hấp dẫn quá cả nhà ơi. Cái phần cá linh bên đây nó cũng rút hết nước rồi nè, nó cũng hấp dẫn luôn, chính cũng tắt lửa luôn nha. Bây giờ nè, giá cày nó cũng rất là thấm mềm nha, để chính thử nó vừa không nha. Giá cày miền Tây nha cả nhà, rất rất là ngon luôn. Bây giờ bắt đầu mình cho cái nước nước cốt vô này nha cả nhà. Đó, cái nước cốt này nó béo lắm nha cả nhà. Ok, nhà chính cho nó rút cái nước cốt vô cái này nha. Chính nó thành công món ăn gia đình nha cả nhà. Đây heo giá cày, giờ chính cho đậu phộng lên nè cho nó hấp dẫn nè. Đó, tới công chuyện luôn, rất là thơm giòn ngon. Đây cá chiên sốt chua ngọt, cá linh kho trái bần bằng chua cả nhà, cho nó có vị chua chua dễ ăn nha.
Đó, cái linh khô quá ngon luôn. Heo giả cầy không thể thiếu nước chấm. Đây một tô nước chấm rất là cực kỳ ngon luôn. Chính là thành công món ăn gia đình nha cả nhà. Hello, hello, mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình. Bữa nay chín kho cá linh nè. Cá linh kho với trái bần chua, nó có gì chua chua mặn mặn ngọt ngọt, rất rất là ngon nha. Đây chín kho cá linh nguyên series luôn đó nè, nó còn quéo luôn cả nhà. Ngon. Tên tên. Rất là ngon luôn. Cái món này là mít tên 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 ha. Cá dúng chiên sốt nước mắm chua ngọt. Đó, anh ấy thấy cái món heo giả cầy này nó chịu rồi đó. Heo giả cầy nha cả nhà. Dạ chồng chín tấm. Em hầm biểu lắm á. Anh ăn thử được không? Cái này nó mềm tới thương. Nghe cục này to thế. Cục này tới luôn rồi nha. Heo chấm đây. Chấm đi luôn. Bà trái cây. Bà cái nhà. Ngon nữa. Lâu quá mình không có ăn cái húng nha. Anh em đang thử cái húng mà. Cái húng. Không ăn thịt chèm ra làm miếng mắm ngon vậy ta. Phải à, phải à. Hồi bữa mình làm giả cầy miền Bắc nên mình đi giả cầy miền Tây nha. Nước mắm này chan cơm ăn cũng ngon nha nha. Ăn cơm cũng ngon. Nên làm mình nước cốt dừa. Chào cả nhà. Qua đã. Này quất đi ruộng đế nữa ha cả nhà. Chào gửi nó tới tới nách luôn. Anh lấy đang nói bụng. Mấy bữa nay anh ấy bỏ chín rằm của mình. Đó không? Mấy cái mực cũng là múc để lên thôi. Cái linh ngon quá, cái linh nó có gì chua chua ngon quá. Cái lòng lòng vậy đó nha. Cái giòi vậy nè, nó đỏ không? Mình ghét cái ăn mà nạt, mình ghét ăn nạt hết. Cậu gửi cái này. Món ngon, cơm cũng ngon. Mình lấy món này là mình chịu à? Cái này là cà giòn. Có răng cắn nè, cụp 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 cả nhà. Có lên miệng luôn. Chàng dùng miếng nữa. Đây nè con nha. Nó mềm. Hầm lâu lắm hả? Nó thật mà nó mềm dùm luôn á nha. Anh ấy thích ăn bự bự á. Có mình làm có bự bự. Có đã. Mình thái nước cốt vào nha. Béo 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 quá. Nãy ăn phải béo chịu. Nãy mềm chấm, chấm chấm cái gai. Ồ có nha. Chúng ta có mong cái lần này xin chịu. Có đã. Mấy bữa nay nãy có hàng nãy làm nguyên ngày. Bỏ trứng đi lót làm của mình. Cái này là ngon nhờ nước chấm nó ngon nha nha. Không phải là thiếu nước chấm mà không ngon là cũng không ngon nha nha. Không mà chính là nước chấm ngon thịt béo thiệt. Nước chấm mà có miếng nước cốt dừa vô vậy nó cái này. Thứ gì chưa nói. Bữa nay chị quên làm thịt bé ăn nữa. Ngon rồi.
Có cay miếng nào đâu hết chà. Cay không? Không. Sao hết? Con đã. Nó có lên cay. Mấy con dưới nè. Không thấm à? Nó có vị chua chua, ăn không bằng cái bằng nữa. Ngon. Thơm thơm mùi trái bằng nha. Ở thành phố mình muốn ăn trái bằng hiếm lắm nha. Trái bằng ông anh ông đi làm cây xanh á. Giờ ông thấy nó rụng trên bờ hơi đó, giờ ông lấy về cho chín. Thấy mình mềm xương mà nó mềm luôn. Nó mềm luôn á nha. Xương mà nó mềm luôn. Trời cũng không nhớ tới luôn ạ. Nhảy nè. Nhảy gây làm tới chiều về kẹt xe dữ lắm nghe ngại tới cắt lái container bị gì nó về bên cảng cắt lái á thôi rồi thôi đi giờ trời thôi với ẩu rã chết rồi cái đường cao tốc này càng xe tải cái container hồi đó công nó nằm ở cảng Sài Gòn nè cả nhà ở bên quận 4 nè chỗ cầu cái nào mà bây giờ nó về cắt lái cả nhà nó không nổi nào nó nổi đèn xanh luôn mà nó vượt đèn nó vượt đèn nó đi chơi lắm cả nhà để đi từ từ về ẩu chết muốn hai chục người vô đã tới rồi. Cục nào? Cục nào? Cục đã quá rồi luôn rồi. Cái này rất chắc chắn rồi nha. Hăng lợi chấm bánh mì ăn cũng ngon. Thôi mà sáng ngày mình ít có đi ra mình ăn lắm. Ít có ăn ngoài, ăn nhà. Bên nhà mình hâm ra mình bút luôn à. Mọi mấy cái đầu gối nha. Nếu tới anh ấy ghiền cái nước chấm á. Ừ, nước chấm mà nó đã. Không à. Ừ. Cái nào giả cài dịch xuyên cho nên mình giả cài dịch xuyên cho chưa mà bữa giả cài nhà thôi. Ừ, đã. Nè, nó đói mà. Cái này mà chăn cơm ăn cũng ngon đấy nha. Nước chấm là bữa nào làm nước chấm chăn cơm cho nè. Chăn cơm mà khỏi cần chấm gì hơn quá nha. Nước mình tưởng nó không biết là nước mắm chứ. Nước mà ăn chay á. Làm cái tương này ăn chay ngon. Trời ơi, cái gì không biết làm. Ý là xem thường 90 lắm. Nghĩ đâu 90 lắm, không ăn thịt chó đâu biết làm tương này. Chính là tạm ngưng video, cả nhà thấy bữa ăn hôm nay ngon thì cho chính bên tay bên tay phải. Còn like thì bên tay trái và mình dưới. Chính chúc cả nhà luôn luôn vui vẻ, bình an và sức khỏe thật nhiều. Bye bye. Bye bye, hẹn cả nhà tiếp sau.